đúng không giờ, lực lượng quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chốt có gần chục chiến sĩ kết hợp cùng công an kiểm tra người và xe qua lại để phòng chống dịch. Trước khi làm nhiệm vụ, tất cả bộ đội đã được tiêm mũi một vaccine và sẽ được xét nghiệm COVID-19 ba ngày một lần. Ngoài các chốt, lực lượng quân đội sẽ tham gia vào các tổ kiểm tra cơ động và tổ tuần tra tại các phường nhằm siết chặt việc giãn cách xã hội của người dân. Bộ Quốc phòng dự kiến huy động khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực từ quân khu 7, quân đoàn 4 tham gia chống dịch. Đồng thời, hơn 2.000 bác sĩ và nhân viên y tế, 30 xe cứu thương của quân đội ở phía Bắc sẽ được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia xét nghiệm, chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách triệt để trong 2 tuần từ 23/8 đến 6/9 sau khi ghi nhận hơn 176.000 ca nhiễm tính đến tối ngày 22 tháng 8 người dân được yêu cầu không ra đường không mua hàng trực tiếp lực lượng địa phương quân đội sẽ đi chợ hộ cho người dân với tần suất một lần một tuần trường hợp khó khăn sẽ được cấp phát túi an sinh miễn phí đảm bảo không bỏ sót